Bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay tiếp tục phần tiếng đài cho những người đi làm giúp việc và chăm sóc người già. Mẫu câu cơ bản khi đi khám bệnh, chúng ta có những cái câu nói bằng tiếng đài như sau. Chúng ta có từ ví dụ, có câu như sau. Xin hỏi đăng ký khám ở đâu thì chúng ta có hỏi. Chà măng tì tờ quay qua hơ. Chè măng tì tờ quay qua hơ. Chè măng tì tờ quay qua hơ. Tôi sẽ đọc rất là rõ ràng và chậm để cho các bạn là hiểu và theo kịp cái phần này, bởi vì khi mà đã học theo sang một cái ngôn ngữ khác ấy, thì nó rất là khó cho chúng ta có thể chuyển đổi một cách nhanh chóng. Cho nên cái phần này thì tôi sẽ cố gắng đọc thật chậm cho các bạn. Tiếp tục, chúng ta có câu chỗ đăng ký khám ở đâu? Qua hờ chủ tịch tờ quê. Qua hờ chủ tịch tờ quê. Qua hờ chủ tịch tờ quê. Tiếp tục, chúng ta có câu đăng ký khám nội khoa ở đây à? Xịt tịt choa qua lại khơ ma. Xịt tịt choa qua lại khơ ma. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Xịt tịt choa qua lại khơ ma. Xịt tịt choa qua lại khơ ma. Tiếp tục, chúng ta có câu tiền đăng ký khám là bao nhiêu? Qua hờ huy quả chè chín. Qua hờ huy quả chè chín. Qua hờ huy quả chè chín. Tiếp tục, chúng ta có câu tôi muốn đăng ký khám cho bạn. Qua xiu bê cà bình yu qua hơ. Qua xiu bê cà bình yu qua hơ. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Qua xiu bê cà bình yu qua hơ. Tiếp tục, chúng ta có câu tôi muốn đăng ký khám nội khoa. Qua xiu bề qua lại khơ. Qua xiu bề qua lại khơ. Qua xiu bề qua lại khơ. Tiếp theo, chúng ta có câu bụng tôi hơi đau và còn bị đi ngoài nữa. Qua bát tô thè a cơ lào chai. Qua bát tô thè a cơ lào chai. Chúng ta đọc lại này. Qua bát tô thè a cơ lào chai. Tôi bị đau dạ dày. Chúng ta có cái từ như sau. Qua quầy thè. Qua quầy thè. Qua là tôi. Quầy là dạ dày. Thè là đau. Qua quầy thè. Tiếp tục, chúng ta có câu tôi thấy ớn lạnh.
và đau đầu từ hôm qua. Qua quầy trắng, khai si xin khu e quầy quả tháo thè. Qua quầy trắng, khai si xin khu e quầy quả tháo thè. Qua tôi, quầy là thấy, trắng khai si xin là bắt đầu từ hôm qua, khu e quầy tháo thè là đau. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Qua quầy trắng khai si xin khu e quầy quả tháo thè. Tiếp tục chúng ta có câu tôi bị ho, cổ họng cũng thấy đau. Qua cơ e sào na áo thè. Qua cơ e sào na áo thè. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Qua cơ e sào na áo thè. Là tôi bị ho, cổ họng cũng thấy đau. Chúng ta không dịch từng từ từng chữ một mà chúng ta chỉ dịch cái nghĩa của nó. Ví dụ cổ bị ho thì người ta dịch là qua cơ e sào. Tôi bị ho thì là qua cơ e sào. Cổ họng cũng thấy đau thì là na áo thè. Tiếp tục chúng ta có câu người tôi mệt rã rời là qua quầy xiềng khu bồ lạt. Chúng ta đọc lại. Qua quầy xiềng khu bồ lạt là người tôi mệt rã rời, người tôi mỏi rã rời. Qua quầy xiềng khu bồ lạt. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Qua quầy xiềng khu bồ lạt. Tôi bị sốt là qua hoa siêu. Qua hoa siêu. Chúng ta đọc lại. Qua hoa siêu. Tôi bị ra mồ hôi lạnh là qua bê chín qua. Qua bê chín qua. Qua bê chín qua. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Qua bê chín qua. Tiếp tục chúng ta có câu mắt tôi không nhìn rõ. Qua bạt chiu qua bè chinh chưa mì khe. Qua bạt chiu qua bè chinh chưa mì khe. Chúng ta đọc lại này. Qua bạt chiu qua bè chinh chưa mì khe là mắt tôi nhìn không rõ. Tiếp tục chúng ta có câu tôi nghe không rõ. Qua thè bè chinh chưa. Qua thè bè chinh chưa. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Qua thè bè chinh. Xin lỗi. Qua thè bè chinh chưa. Qua thè bè chinh chưa.